Mến chào quý bà con. Hôm nay thì kênh phun thuốc tự động sẽ làm một video để test thử nghiệm cái bồn hồi thuốc ở tại cái vườn chúng tôi lắp đặt tại tỉnh Lâm Đồng ha, ngay thành phố Bảo Lộc. Vườn này thì chúng tôi lắp đặt cả cái hệ thống phun thuốc và kết hợp luôn cả cái hệ thống tưới nữa. Còn đây là cái bộ trung tâm của cái hệ thống của chúng tôi lắp đặt ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chi tiết của cái bồn hồi thuốc vậy nha. Cái vườn ở đây thì làm cái hồi thuốc khá là dễ dàng, do vườn nó có cái độ dốc nó nhất định. Ở đây là cái vị trí trung tâm chúng tôi đang quay cho bà con. Đây là cái vị trí thấp của vườn ha, thấp không phải là thấp nhất. Thấp nhất là nằm dưới vườn sầu riêng ha. Vườn này thì chúng tôi đang làm phun thuốc cho hai loại luôn. Một là cái cây bơ, thứ hai là cái vườn sầu riêng. Và cái vị trí trung tâm chúng tôi đang đặt ở đây là nó ở lưng lửng thôi, và nó thấp hơn so với vườn bơ, chủ yếu là hồi thuốc trên vườn bơ thôi. Còn vườn sầu riêng thì cái lượng thuốc nó không có quá quan trọng nên chúng tôi không có hồi, cũng như chủ vườn cũng không có yêu cầu. Thì quý vị có thể thấy nè, đây là cái bồn hồi thuốc nè. Nói cơ bản chút xíu cho quý vị chúng ta thấy cái việc thiết kế của bồn hồi thuốc như thế nào ha. Đường ống này là, thưa quý vị, đường ống này là đường ống đẩy lên để đẩy lên đồi ha, để mà phun thuốc cho từng khu. Ở trên cái đồi này thì chúng tôi đang bố trí tới khoảng 5 pha phun thuốc, thưa quý vị. Đây, bơm đẩy lên thì trên đó nó sẽ có những cái van nằm trên cái đường đi, bố trí như thế đó. Cái bồn này á, thì khi mà chặn lên gì nè, để làm chi, để phun thuốc ở bên kia. Còn đây là cái van này để chặn là một, còn cái van hồi thì nó nằm ở đây này, thưa quý vị. Đây, van hồi là nằm ở vị trí này nha quý vị nha. Ngoài cái van hồi này á, thì nó sẽ còn có thêm 3 cái van hồi khác nữa. Cái van hồi thứ nhất á, là ở pha 1, van hồi thứ hai á, là ở pha 2, và van hồi thứ ba là ở pha 3. Riêng ở pha 4 và pha 5 á, là do nó nằm ở trên đỉnh đồi, nó sẽ hồi về theo cái đường ống này luôn ha, nằm ở trên đỉnh đồi nên nó sẽ hồi về theo đường ống này luôn. Nên cái trường hợp này thì chúng tôi không có bố trí cái van hồi cho từng pha. Ngoài hồi đường ống chính thì chúng tôi có thêm bố trí cái hồi cái đường ống nhánh nữa nè. Đây là ống hồi này, thưa quý vị, 1 nè, 2 và 3. Thì bây giờ mời quý vị và quý bà con chúng ta coi thử cái thuốc nó hồi như thế nào ha. Bây giờ máy bơm đang chạy. Đây, máy bơm đang chạy này, đang chạy cho cái pha này là của pha phun thuốc nữa quý vị, phun thuốc cho cái sầu riêng ha. Còn bây giờ thì máy bơm này bây giờ đang đóng của cái pha của cái bơ nè. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ cho nó hồi để bà con thấy thử cái lượng thuốc hồi nó nhiều hay ít. Đầu tiên thì tôi sẽ tắt cái CB trước ha. Tắt CB. Rồi. Đóng cái van của phun thuốc. Rồi. Tại vì lúc nãy cái đường ống này chúng tôi có bơm lên đây nè. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành mở cái van hồi. Và mở luôn van hồi này. Quý vị có thể coi lượng nước. Máy bơm hoàn toàn không mở nha. Đó là cái lượng nước thuốc hồi đó, thưa quý vị. Cái đây là cái lượng nước thuốc hồi trong cái đường ống chính thôi nha quý vị nha. Khá là mạnh đúng không ạ? Hoàn toàn máy bơm không mở nè. Van này ở đây đóng lại, nếu như cần thiết thì chúng ta nên đóng lại luôn cái van của cái lớp B này nha quý vị. Tại vì đôi khi á, nếu như mà trường hợp chúng ta không đóng lại nó giọng, tôi sợ là vô cái lớp B ở bên dưới này. Đang hồi trên đường ống chính thôi nha. Rồi bây giờ tắt thử đường chính cho hồi đường ống nhánh cho quý vị xem nha. Tại vì hồi nãy có vận hành rồi, đóng lại nó không còn hồi nữa nè. Đó, thấy không ạ? Đó, bây giờ đường ống nhánh tôi mở thử cho đường ống nhánh đưa đi xem nè. Mở van đầu tiên. Mở van đầu tiên. Nước bừng bừng nè. Nước bừng bừng lên nè, quý vị có thể thấy không? Đó. Đó, thấy không? Thấy không? Và anh hồi nãy mà khi mà vận hành cuối cùng là nằm ở van thứ ba. Van thứ ba là mạnh nhất. Tại vì lượng nước trong đó nó còn rất nhiều. Đó, quý vị có thể thấy ạ. Tại vì lúc nãy mà chúng tôi vận hành cái phun thuốc cho chủ vườn, cho mấy anh em kỹ thuật đi kiểm tra, là chúng tôi vận hành của cái pha thứ ba thưa quý vị. Đó. Đóng van này rồi, mở van hồi của đường ống nhánh. Đó, van thứ ba, quý vị có thể thấy là lượng nước hồi nó rất là ok. Thì tổng cái lượng nước thuốc hồi của cái ba cái bốn van phun thuốc này thì chúng tôi hồi tối đa được tới 500 lít rồi. Quan trọng là chúng ta sẽ sử dụng cái lượng thuốc hồi nó như thế nào để cho nó sử dụng được tối ưu hết cái lượng thuốc, để mà nâng cao được cái hiệu quả của cái việc tránh lãng phí cái lượng nước thuốc trong cái đường ống thôi ha. Đóng van thứ ba bây giờ vẫn còn hồi, quý vị thấy không? Lâu lắm đúng không? Đóng van ba nè,
coi nè quý vị. Không. Đây là bàn bàn nè. Nước về. À. Thấy rất là rõ không? Bàn ba là nằm tuốt đằng kia luôn quý vị. Xa nhất đằng đó luôn á. Dây 20 kéo về nè. Thật ra thì cái này việc hồi thuốc 100% thì không được nha. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái lượng thuốc hồi về tầm khoảng 60-70% thì ok. Đây, đóng bên ba là hồi bụng lớn. Video chúng tôi xin phép được kết thúc. Bà con nào là cái đất đồi dốc thì có thể liên hệ việc làm phân khúc tự động với chúng tôi để nhận được chúng tôi báo cụ thể nha bà con. Phương án này rất là hiệu quả. Và cái việc mà bố trí bếp phun thuốc cho từng loại cây khác nhau nó cũng khác nhau nè. Thực sự riêng hiện tại vì chúng tôi đang tối ưu quá hết cái việc mà phun ướt điều cả cái bên trong lẫn bên ngoài rồi. Bà con cần liên hệ về cái phương án phun thuốc của chúng tôi xin liên hệ qua số điện thoại bên trên video. Xin cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Và hẹn gặp lại quý bà con trong video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.